À, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À, quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày 16 tháng riêng, ngày kỷ mùi. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. À, quý vị thân mến, đây là top những con giáp may mắn nhất trong ngày 16 tháng riêng, đắc tài đắc lộc, sự nghiệp thì bùng nổ, Giàu nhanh chóng mặt à, Trong ngày hôm nay Thì những con giáp này Chính là những đứa con cưng của thần may mắn Hút tiền bạc của thiên hạ về đầy túi Thổi bay đi cái nghèo khổ nợ nần trước đây Đổi đời một cách ngoạn mục Dễ trở thành đại gia Tiền vàng thì chất đống Giàu có vang danh thiên hạ Lời khuyên dành cho các bạn ở đây chính là Để duy trì cái sự may mắn của mình ấy, Thì quý vị hãy chăm chỉ làm ăn Cố gắng nỗ lực trong cuộc sống Đặc biệt là chăm chỉ hành thiện tích đức À, giúp người cũng chính là giúp cho bản thân mình và từ đó tích phúc tích đức thì may mắn sẽ được nhiều hơn à, thưa quý vị à, chúng ta biết cái ngày 16 tháng riêng nó là ngày kỷ mùi vậy con giáp may mắn đầu tiên mà chúng ta không thể bỏ qua trong ngày hôm nay đó chính là những người tuổi ngọ à, quý vị thân mến những người tuổi ngọ được cục diện là ngọ mùi là nhị hợp vậy nên được quý nhân lục hợp nó che chở nó xuất hiện những người tuổi ngọ sẽ đón nhận những cái tin tích cực ở phương diện sự nghiệp À, các bạn sẽ giành được những mục tiêu đã định và có người có thể sẽ nhanh chóng ngồi vào cái vị trí mà bản thân đã mong muốn thời điểm này thì các bạn có thể thoải mái nói chung là tận hưởng những cái thành quả mà mình đã đạt được à, tài vận của những người tuổi ngọ trong thời gian này cũng khá là tốt nhiều khả năng cao các bạn sẽ có thêm cái nguồn thu nhập nhờ vào mối quan hệ hợp tác làm ăn tốt đẹp của mình dù là người làm công ăn lương hay là những người kinh doanh buôn bán thì cũng đều có lộc tuy nhiên quý vị nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng chứ đừng có vung tay quá chán một tin vui nữa nó còn đến với những người tuổi ngọ ở cái phương diện tình duyên những người độc thân thì dễ tìm được một nửa kia cho mình đúng không? nhân duyên thì đến bất ngờ nhưng mà cũng rất đáng để cho những người tuổi tuổi ngọ trân trọng à, các cặp đôi trong thời gian này thì đã biết hâm nóng tình cảm tìm lại cái cảm xúc mặn nồng như cái thủa ban đầu vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi những người tuổi ngọ đó là con giáp may mắn đầu tiên tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong ngày 16 tháng riêng ngày kỷ mùi thì không ai khác đó chính là những người tuổi hợi à, những người tuổi hợi được cục diện tam hợp là hợi mão mùi nó trợ vận nó hộ thân vậy nên được cục diện tam hợp nó hậu thuẫn những người tuổi ngọ đang gặp nhiều cái thuận lợi trên con đường công danh sự nghiệp cũng như là cái tài lộc của mình cái chuyện hợp tác kinh doanh làm ăn thì nó diễn ra thuận lợi mọi chuyện đều tiến triển rất là lạc quan và hứa hẹn nhiều ở cái tương lai nó được mở rộng à, nhưng cái lúc này thì quý vị hãy có kế hoạch chi tiêu thích hợp để tiền bạc được sinh sôi nảy nở nhiều hơn à, không những vậy con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi ngọ cũng đang tiến triển rất là tốt với khả năng sắp xếp và cái năng lực làm việc của mình ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể được để đảm nhiệm được những cái nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc và giành được cái sự tín nhiệm của cấp trên để có thể làm giàu thì các bạn cũng cần phải có cái nhìn chuẩn xác về thị trường các bạn cũng gì không nên ảo tưởng về cái năng lực của bản thân mà nên biết cái khả năng của mình đến đâu để lập ra những cái kế hoạch phù hợp không nên chạy theo những cái điều phù phiếm mà dễ chuốc lấy những cái thất bại à, từ đó sẽ khiến cho bản thân mệt mỏi mà thành quả thì lại không được như ý À, nhờ có quan hệ tốt đẹp mà cái cục diện tam hợp nó mang lại ấy, à, những người tuổi hợi có thể được giới thiệu cho những cái đối tượng khá là triển vọng với những người độc thân thì quan trọng là các bạn biết mở lòng mình ra để đón nhận đến cơ hội à, có thể ngay cái lúc đầu ấy, các bạn chưa nhận được cái sức hấp dẫn của đối phương à, nhưng mà trong quá trình trò chuyện thì dần dần hai người sẽ thấu hiểu lẫn nhau nhiều hơn vì thế để gia tăng cái vận may về nhân duyên cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tiền bạc tài lộc thì những người tuổi hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi. Đó là con giáp may mắn thứ thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong ngày 16 tháng riêng ấy, không ai khác đó chính là những người tuổi mão. À, kính thưa quý vị, những người tuổi mão được cục diện tam hợp là hợi mão mùi nó tương trợ nó giúp đỡ. Cái cục diện tam hợp nó xuất hiện trong cái lá số tử vi của những người tuổi mão, nó mang đến cho con giáp này những cái bước tiến triển khá là lớn trong công việc. Các bạn sẽ phát huy hết năng lực của mình và có những cái ý tưởng độc đáo sáng tạo, sẵn sàng giải quyết mọi cái khúc mắc với cái tinh thần là chủ động và cầu tiến. À, bên cạnh đó thì cái tài vận trong ngày hôm nay cũng có những cái dấu hiệu khởi sắc nhất định, tiền bạc thì dồi dào. À, con giáp này nhanh nhạy với cái thời cuộc. Nên là cái chuyện kiếm tiền cũng không làm khó được các bạn Dù vậy thì các bạn cũng nên tính toán cẩn thận, thận trọng Chớ vì cái nóng vội mà là gì dẫn tình trạng là sôi hỏng bỏng không Thêm nữa, nhờ có các mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp Từ cái cục diện tam hợp là hợi mão mùi nó mang lại Mà những người tuổi mão có thể được giới thiệu cho những cái đối tượng khá là triển vọng với những người độc thân thì quan trọng là các bạn phải mở lòng mình để cho đôi bên có thêm một cái cơ hội mới có thể ngay lúc đầu các bạn chưa nhận được cái sức hấp dẫn của đối phương, à, sau quá trình trò chuyện lâu dần ấy sẽ khiến cho hai người trở nên thấu hiểu và yêu mến nhau nhiều hơn. Vì thế để tăng cường cái vận nhân duyên cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, ấy, thì những gia chủ tuổi mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi mão mùi để trợ vận hộ thân. À, vòng này được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. À, quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng học quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi mão. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư mà Tử Thông muốn giới thiệu cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay thì không ai khác. Đó chính là những người tuổi tỵ À, những người tuổi tỵ trong cái ngày 16 tháng riêng, ngày ký mùi được cục diện là tỵ ngọ mùi là cục diện tam hội. Thêm nữa, lại được cái chính ấn nó soi chiếu nó mang đến cho những người tuổi Tỵ những cái cơ hội để tạo ra những cái bước tiến triển nhất định trong cái sự nghiệp. Các bạn vốn là những người mạnh mẽ, có sự nhạy bén và thích nghi linh hoạt nên là tại cơ quan cũng rất được trọng dụng. Cấp trên sẽ hiếm khi phải lo lắng khi mà giao nhiệm vụ cho cho những người tuổi Tỵ. À xong, bản thân những người tuổi Tỵ thì vẫn nên biết tiết chế cái sự ngang ngạnh, ương bướng của mình thì sự nghiệp nó còn tiến xa hơn nữa rất là nhiều. Thậm chí còn vươn lên để nắm những cái chức vụ cao hơn trong cái tổ chức. À, các bạn có năng lực nhưng mà đôi khi ấy, thể hiện hơi là quá nếu mà không sớm sửa đổi thì rất dễ đắc tội với những người khác ở à, trong thời gian này thì nói chung ấy được cục diện ngũ hành nó tương sinh nên là nó cũng hậu thuẫn cho cái chuyện tình yêu đôi lứa được tốt đẹp các cặp đôi dù yêu xa thì cũng luôn biết cách chăm sóc cái tình yêu của mình hai người thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau mọi cái điều trong cuộc sống cái khoảng cách địa lý có thể tồn tại nhưng mà khoảng cách về hai trái tim giữa hai người thì lại hoàn toàn không có vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình trong thời gian này thì những người tuổi tỵ cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu để được trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm không ai khác đó chính là những người tuổi thân. À, thưa quý vị, nói chung ấy trong cái ngày 16 tháng riêng ngày kỷ mùi thì những người tuổi thân ấy có thương quan nhập cục. Cái vận trình ngày mới của những người tuổi thân sẽ này đôi khi sẽ hơi vất vả một chút. Các bạn rất dễ để đầu óc trên mây do là còn nhiều cái mối bận tâm khác. Có lẽ những người tuổi thân trong thời gian này cũng nên thận trọng với cách làm việc của mình để tránh những cái sai sót để trở thành cái 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 sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng. Vận trình tài lộc của những người tuổi thân trong ngày hôm nay thì nói chung ấy à, cũng gặp may ở cái vấn đề tài chính, thậm chí là cái thói quen tiêu xài. À, vậy nên là gì? Những người tuổi thân hãy tận dụng cơ hội này để gì, thâu thu cái may mắn tài lộc cho mình. Bên cạnh đó, cái vận trình nhân duyên của những người tuổi thân cũng khá là thuận lợi hanh thông. Cái chuyện tình cảm thì có những cái bước tiến triển rõ rệt. Khi mà những người độc thân thì có thể tìm được cái tình yêu đích thực của mình. Quý vị hãy cứ sống thật lòng với mình đó. Các bạn có sức hút mà không ai có thể là bắt chước được Quý vị hãy tự tin vào bản thân Và gì cái vẻ đẹp của, của các bạn Tự khắc các bạn sẽ được tỏa sáng Trước mắt của những người khác phái Vì thế để tăng cường cái vận may về công việc, tài lộc, nhân duyên Thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân tí thìn để trợ mệnh ngộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh ghế vòng tác học quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân, đó là con giáp may mắn thứ năm. À, tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu trong ngày 16 tháng riêng ngày kỷ mùi ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi dậu. À, quý vị thân mến, những người tuổi dậu được thực thần ở đứng bóng, tài lộc của những người tuổi dậu có cơ hội là cải thiện đáng kể nói chung con giấc này thì gặp được cái vận may bất ngờ, tiền bạc thì cứ tăng lên vù vù, nhất là những người làm kinh doanh buôn bán ấy, thì lại dễ kiếm được khi mà tiền nó về đầy túi, cơ hội thì nó đến tận tay. Quý vị hãy tận dụng cái lợi thế này để kết hợp với khả năng tính toán tài tình của mình, à, các bạn sẽ thu về những khoản lợi nhuận không hề nhỏ. À, thêm nữa, cái cắt tinh này nó còn giúp cho những người tuổi dậu, những người làm công ăn lương ấy, cải thiện cái thu nhập của mình bằng nhiều cách. Bản mệnh sẽ tìm được cái nơi có thể phát huy cái năng lực của mình nhiều hơn thế nữa à, Đôi khi nó sẽ khiến các bạn hơi mệt mỏi một chút Nhưng mà khi mà có cái mục tiêu rõ ràng Thì các bạn càng nỗ lực Thì sẽ càng đạt được những cái kết quả xứng đáng à, Trong ngày hôm nay cũng được cục diện ngũ hành tương sinh đúng không ạ? Mùi thổ sinh dậu kim Vậy nên là trong thời gian này thì tình yêu của những người tuổi những người tuổi dậu trong thời gian này cũng đang thăng hoa rực rỡ người ấy thật lòng yêu thương và chăm sóc các bạn hết lòng Nói chung cái cảm giác an toàn mà đối phương mang tới nó cũng sẽ cho các bạn tin tưởng hơn là mình đã đi đúng đường đúng hướng và tìm được đúng người cần tìm. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi dậu hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam học quý nhân tị dậu xỉu để được trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để thỉnh cái vòng tam học quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dậu đó là con giáp may mắn thứ sáu à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 16 tháng Giêng, ngày kỷ mùi à, vậy thì trong ngày kỷ mùi chúng ta sẽ có những con giáp may mắn sau đây một là tuổi ngọ hai tuổi hợi ba tuổi mão bốn tuổi tỵ năm tuổi thân và sáu là những người tuổi dậu đó là những con giáp may mắn nhất dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe đổi đời giàu có trong cái ngày 16 tháng riêng ngày kỷ mùi. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.